90% những người kinh doanh online họ thất bại là vì họ không biết những điều này. Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn biết 5 sai lầm mà những người kinh doanh online thất bại thường hay gặp phải. Tôi là Đỗ Đức Quang, là nhà đầu tư, là nhà kinh doanh và là chuyên gia xây dựng thương hiệu cá nhân ở trên Facebook.